Mức sống được nâng cao thì người Việt ngày càng quan tâm và chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy là lượng chi trả bảo hiểm nhân thọ trong 9 tháng đầu năm đã tăng tới 24%. Con số này cho thấy là bảo hiểm nhân thọ đang ngày càng được nhiều người sử dụng hơn. Những công việc nội trợ thường ngày tưởng chừng như hết sức đơn giản nhưng lại là niềm mơ ước với chị Hậu. Bởi cách đây nửa năm, khi nằm trên giường bệnh truyền hóa chất, chị đã không thể làm những việc này. Không may mắc căn bệnh ung thư, nhờ tham gia bảo hiểm, gia đình chị đã không phải quá lo lắng về chi phí chữa bệnh. Cứ nghĩ là mua để sau này có một cái khoản tiết kiệm, chẳng nghĩ là mình có bệnh. Khi có bệnh thì thực sự nó thấy mình cũng thấy nó có một chút an ủi nào đấy. Prudential chi trả cho mình 300 triệu nữa, với lại tiền nằm viện là cứ 200 nghìn trên một ngày, cho nên là cũng đỡ hơn, không mất bao nhiêu lắm. Đã có hơn 9.600 tỷ đồng được các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả cho người dân trong 9 tháng đầu năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, những gói bảo hiểm sức khỏe ngày càng được nhiều người quan tâm. Nhiều người đang dần nhận diện được đây là một giải pháp bảo vệ tài chính trước những rủi ro không may mắn trong cuộc sống, thay vì đơn thuần chỉ là một cách tiết kiệm hoặc đầu tư. Để đảm bảo nhận được tiền bảo hiểm khi có rủi ro, Hiệp hội Bảo hiểm khuyến nghị người dân cần tránh những lỗi nhỏ như khác biệt về chữ ký trên giấy tờ hay ghi sai thông tin. Đúng hay sai, hoặc là nếu mà có thì giải thích thêm, đại khái những cái bản câu hỏi người ta thiết kế rất là cụ thể. Cái người tham gia bảo hiểm là kê khai không trung thực, gian dối trong cái việc mà kê khai để mà có được đồng bảo hiểm nhân thọ. Thì trong trường hợp đó thì doanh nghiệp bảo hiểm có thể xem xét cái việc là từ chối một phần hay là toàn bộ cái chi trả quyền lợi bảo hiểm. Ngoài ra, mỗi gói bảo hiểm sẽ có các điều khoản loại trừ, tức là nếu rơi vào những trường hợp đó, người dân sẽ không nhận được tiền bảo hiểm. Do đó, phải tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua.